Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di Động Việt. Các bạn mấy là thời điểm hiện tại để có một chiếc smartphone phục vụ tốt cho nhu cầu công việc hàng ngày, đặc biệt là những công việc liên quan đến việc ghi chép hay chỉnh sửa văn bản, thì những chiếc Galaxy Note đến từ Samsung luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng nếu mà túi tiền của bạn không quá rủng rỉnh để có thể mua cho mình chiếc Galaxy Note 10 mới ra mắt thì Note 9 sẽ là best choice trong tầm giá hiện nay. Vậy thì sau 1 năm ra mắt thì Note 9 còn gì hấp dẫn với người mua thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé. Và các bạn cũng đừng quên là tại Di Động Việt hiện nay đang có những chiếc Galaxy Note 9 với mức giá vô cùng hấp dẫn. Và các bạn có thể tham khảo ngay đường link bên dưới phần mô tả của video này nhé. Nhìn tổng thể thì thiết kế của Galaxy Note 9 về cơ bản thì nó cũng không khác nhiều lắm so với người tiền nhiệm trước đó của mình là Galaxy Note 8. Kiểu dáng chung của máy thì vẫn với khung nhôm và hai mặt lưng kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 5. Với hai phần mép kính mặt trước và sau thì bo cong nhẹ hơn so với S8, S9. Tuy nhiên các góc cạnh này thì vẫn bo vuông hơn, thế nên trông nó vẫn sẽ khỏe khoắn và nam tính, mang đúng tính chất của dòng Galaxy Note từ trước đến nay. Tuy vậy thì Samsung đã đưa lên một số cái tinh chỉnh nhỏ thiết kế trên Note 9 để mang lại những cái trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Cái thay đổi dễ nhận thấy nhất ở đây đó chính là cái phần cảm biến vân tay đã đặt ở một vị trí mới, dễ bấm hơn và sẽ không còn cái hiện tượng bị bấm nhầm vào cụm camera như trên thế hệ Galaxy Note 8 nữa. Viên máy trên Note 9 thì cũng được tối ưu hơn một chút so với thế hệ trước. Tỷ lệ màn hình mặt trước của Galaxy Note 9 cũng sẽ nhỉnh hơn so với Note 8, thay vì là 83.1 thì chúng ta sẽ có một tỷ lệ đó là 83.4. Màn hình 6.4 inch này là màn hình AMOLED với độ phân giải là Quad HD cộng. Và với màn hình này thì chúng ta sẽ có cái khả năng hiển thị rất là tuyệt vời, độ nét cao. Màu sắc cho ra rất là rực rỡ, không thay đổi quá nhiều về thiết kế, thế nên là Samsung tập trung vào việc nâng cấp sức mạnh cái nội công bên trong của chiếc smartphone này. Nhiều thứ đụng nắp đã được đưa vào sản phẩm trong cái khoảng thời gian mà Galaxy Note 9 được ra mắt. Máy có dung lượng bộ nhớ cực lớn lên tới tận là 512GB và pin là 4000 mAh, lớn hơn hẳn so với thế hệ Galaxy Note trước đó. Chúng ta sẽ có các tùy chọn ROM và RAM bao gồm là 6/128 hoặc là 8/512GB. Với Note 9 thì chúng ta cũng sẽ có hai phiên bản cấu hình thường thấy, đó chính là Snapdragon 845 hoặc là Exynos 9810. Và phiên bản mình đang có ở đây đó chính là chiếc Galaxy Note 9 Hàn Quốc sử dụng con chip Exynos 9810. Từ xưa nay thì có quá nhiều những cái tranh cãi về hiệu năng giữa hai con chip này. Với Snapdragon thì được đánh giá cao hơn về đồ họa cũng như là tối ưu các tựa game ngon hơn. Thế nhưng nói về trải nghiệm người dùng các ứng dụng cũng như là các tác vụ hàng ngày thì chip Exynos được đánh giá là mang đến khả năng tương thích cao hơn, hạn chế những cái tình trạng như kiểu là nóng máy và cũng như là sẽ tiết kiệm pin hơn. Tuy nhiên dù được trang bị con chip nào thì hiện tại các bạn vẫn có thể thoải mái sử dụng mọi tác vụ từ cơ bản đến nâng cao mà không phải lo lắng quá nhiều. Với Exynos thì đa số có trong mọi tựa game, các bạn đều có thể mở max setting và chơi khá là mượt. Tuy nhiên với cái tựa game PUBG thì chúng ta sẽ chỉ mở được gần max setting với mức HDR và FPS ở mức đạt cực cao thôi. Quay sang đến phần camera thì mẫu Fairflex cao cấp của nhà Samsung sở hữu cụm camera sau nằm ngang với tính năng khẩu độ kép. Chúng ta sẽ có một camera chính với độ phân giải là 12 MP, sử dụng ống kính thay đổi khẩu độ là f1.5 hoặc là f2.4. Còn với camera thứ hai thì cũng có cùng độ phân giải nhưng sẽ là ống kính tele cho khả năng zoom quang học 2x và có khẩu độ là f2.4. Còn xoay sang mặt trước thì Galaxy Note 9 sẽ sở hữu camera selfie là 8 MP và giữ lại khẩu độ là f1.7. Trong chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp thì camera của Galaxy Note 9 cho người dùng tùy chỉnh hết được những cái thông số như kiểu là ISO hay là cân bằng trắng, lấy nét tay, rồi là tốc độ màn chập và đặc biệt là các bạn có thể thay đổi khẩu độ từ f1.5 cho đến f2.4. Trải nghiệm thực tế thì mình cảm nhận rằng là các cái chi tiết trong ảnh của Galaxy Note 9 chụp lại thì có cái độ nét cao cũng như là chi tiết thể hiện khá là đầy đủ, kể cả những cái chi tiết nhỏ. Cùng với đó là cái tốc độ bắt nét cũng như là chụp và lưu ảnh của máy cũng khá là nhanh, giúp các bạn có thể bắt tròn mọi khoảnh khắc rất chi là dễ dàng. Như các bạn cũng đã biết thì đặc sản trên những chiếc Galaxy Note của Samsung và cũng chính là cái điểm ăn tiền nhất của nó ở đây đó chính là chiếc bút S Pen. Và với thế hệ Galaxy Note 9 thì cũng là lần đầu tiên mà bút S Pen được hỗ trợ Bluetooth để có thêm những cái chức năng của thiết bị điều khiển từ xa. Ngoài ra thì với chiếc bút này nó còn cho phép các bạn chụp hình này hoặc là chuyển đổi giữa camera trước và camera sau, điều khiển trình chiếu hoặc là các cái chức năng trên YouTube, thư viện ảnh vân vân một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng. Có một vài những cái lưu ý khi mà các bạn chọn mua Galaxy Note 9, ví dụ với Galaxy Note 9 bản Hàn chẳng hạn, thì chắc chắn các bạn sẽ lăn tăn ở một vài điểm như kiểu là với Note 9 bản Hàn chỉ sử dụng được một SIM hay là hạn chế ký tự, hoặc là các bạn không tắt được âm thanh khi mà các bạn chụp hình chẳng hạn. Tuy nhiên đó chỉ là thời điểm trước đây thôi, còn ở thời điểm hiện tại với Galaxy Note 9 bản Hàn thì đã có thể up brand ROM quốc tế và can thiệp một số những cái thủ thuật bằng phần mềm hoặc là máy sử dụng hoàn toàn giống với máy chính hãng. Và với Galaxy Note 9 bản Hàn hiện tại thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng hai SIM, không bị giới hạn ký tự tin nhắn cũng như là tắt âm camera. Máy sẽ có sẵn tiếng Việt cũng như là chất lượng sóng sánh rất là ổn định và không có bất kỳ một hạn chế nào khi các bạn sử dụng Note 9 Hàn tại Việt Nam cả. Ok, vậy là vừa rồi thì mình cùng với các bạn đã điểm qua lại một số những cái ấn tượng trên chiếc Galaxy
Galaxy Note 9 sau 1 năm mà nó ra mắt. Và các bạn đánh giá sao về chiếc Galaxy Note 9 trong tầm giá khoảng hơn 9 triệu đồng hiện nay? Các bạn có mua chiếc điện thoại này hay không? Thì hãy cùng để lại ý kiến ở phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Và nhớ là like, share và subscribe kênh YouTube của Di Động Việt nhé.